Kính thưa toàn thể vị, và nối tiếp chương trình, Lê xin được mời vị cùng đến với một sáng tác của tác giả Nguyễn Phương, bài hát được mang tên Khổ Tâm. Và với bài hát này, xin mời vị cùng đến với tiếng hát của chị Lai. Cùng ai
đời mang nhiều thương đau. Hãy thân em thôi thôi một mình, bao năm không biết yên tình. Lòng em càng sâu đau khổ tâm, bao tháng năm vẫn luôn chờ mong, càng mong chờ cũng đã qua tuổi xuân xanh mà chưa tìm ca bên đó cho mình. Khổ tâm em bởi hai chữ yên tình, em thầm chết đời mình sau cái nghiệp tôi tư tình. Số kiếp phù hòa duyên phận mẹ bà đời em.